mặc giặt này cũng không ghi sai gì nhỉ. Này các con mờ thôi. Đây đúng rồi, sai mờ. 20 này. 49 chỉ bóng cái gì rồi. Cái này nó phải bao tải. Đây này, anh chia ra tháng mai bắt đầu mua túi cái thứ ấy. Không biết đóng vào đâu, mình dán cái này ở ngoài. Anh ghi ra cái đấy này. Hả? Bây giờ anh muốn xếp được nào? Nhưng mà phải chia ra chứ, không đến lúc. Mai chia ra, mỗi người một tay. Tao thích cãi được không? Không được. Anh chỉ cần ghi cái giấy ra đấy thôi, còn mọi người tự xếp. Nhưng mà nhớ phải chia đôi nhá, size L, size M phải chia đôi nhá. Ví dụ là 20 cái thì okay, 20 cái thì 10 cái nọ, 10 cái kia. FC dãy đành đạch. Đấy. Mà chữ mày đẹp mày đang mày ghi đây. Đấy anh em mình tôm. Đây ghi theo cái ghi theo cái list của anh này, bắt đầu đến FC dãy đành đạch. Tao ra ăn mì tôm. Ừ đấy, có cả gà ấy. Được rồi. Chồng ơi, ngủ đi, chồng con đi. Đây là một mình một nửa con gà. Đấy, nhưng mà không biết ăn hết không. Ăn cái ăn này. Nước gì đấy? Vâng, sữa đậu nành. Hai anh em mình cùng chung một, một một cái. Em chưa uống cái này bao giờ. Chưa uống cái gì luôn.
tôi có một nhiệm vụ mà rất là khó khăn, đó là từ giờ đến Tết phải tăng 7 cân. Ừ. Phải tăng 7 cân. Có người đưa. Mẹ anh ấy đưa. Không phải. Yên tâm. Mười nó cho tròn để thành con lợn. Một trăm kg thế mà để mà thành năm à? Ô, sao ai nhỉ? Ở đây đấy, bắt đầu đến FC, bắt đầu số 3. Vậy anh Đạch đây. Ai gọi? Đó thế nào? Ghi mà đến lúc sai địa chỉ sai số điện thoại chết cha cho mày. Anh ra với ai? Ô bọn này không dán à? Không. Số xin nhuộc à? Ừ. Chỉ có đây đâu. Không có dán đâu. Ui giời. Thế họ mang. Ui giời. Đây. Bạc rồi. Có FC ở trên Hà Giang không? Mèo ơi! Mèo! Có FC Hà Giang không? Chắc chắn là không. Hả? Mà có thì ở thành phố. Nhưng mà em nghĩ là không. Nếu mà có thì đến lúc mình đi qua hiểu không? Mình đi 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 từ thiện mình đi qua thì mình ấy. Mình mang đi luôn, đỡ phải gửi ship không? Ở quên đi chơi. Đi phượt. Đi cháy phố. Mày lấy thuốc này đâu ra? Để em tin được ở trong kia. Đi ra ngoài. Đi. Cứ ra ngoài. Em đi. Nhìn theo trong cái khe này. Mày nhìn xuống mày. Thằng. Nhìn cái báo thuốc mới của tao còn ở kia. Mất rồi. Thì đấy. Em vừa tin được ở trong bắp kia. Này mấy con này, mấy con này rất mất dạy. Mà anh hút ít thuốc thôi. Gầy, cứ hút nhiều. Chúng mày học đâu được cái thói mà chúng mày đi tiểu thuốc của tao đấy. Anh học đâu cái thói mà anh hút thuốc lại. Cái ấy nhỉ. Tuấn đâu hỏi làm gì? Giờ hơi à? Yên. Đi hỏi Tuấn. Hỏi Tuấn đi, đi ngủ rồi. Hỏi nhiều. Mệt.
Ok. Động cơ gì mà nay tôi các ông các bà có hỏi Tuấn với cả Ngọc ở đây? Bây giờ hơi à? Có FC Sơn La không? Cái đấy hỏi kiểm duyệt viên. Cái đấy về hỏi các trưởng FC. Tổng có bao nhiêu? Nhiều lắm. Em đói á? Em đói kệ em. Nấu mì tôm ăn đây. Thế mà lúc nào cũng bảo là để vợ nấu mì tôm cho, không phải mất hút. Bây giờ thì kêu em đói. Fan vừa cứng Facebook được. Thì Đạt đang nghĩ cách em là làm thế nào để lấy được thông tin của các fan cứng Facebook. Facebook fanpage. Em có huy hiệu rồi á? Có huy hiệu rồi là có áo rồi. Nên là không sợ. Xin mấy người hết rồi, có mỗi bát thôi. Không xin được. Acid thành cứng có được không? Ờ nhỉ. Acid thành cứng có được không? Thành cứng thành gì? Fan cứng Facebook được. Có khi nào mà acid mà có huy hiệu fan cứng không nhỉ? Có. Hả? Hả bất đơ kìa. Acid nó có khi nào mà có huy hiệu fan cứng không? Mày làm kiểm duyệt viên của cái Ninh thì hai đứa mày có thấy có đứa nào mà acid mà có huy hiệu chưa? Chưa á? À? Nhà anh thì biết đâu này acid thì có huy hiệu thì làm nào? Nhà anh kệ nhà anh. Bà viết nào không vào comment thì nó sẽ được. Có đầy á? Thế thì không được rồi, thế thì fan cứng người Facebook có khi phải xem xét lại. Nhỉ. Nhưng mà fan cứng ở bên fanpage là một tuần có một lần. Hả? Một tuần có một lần. Fan cứng ở fanpage là một tuần có một lần á? Chứ không phải là nó xuyên suốt từ đầu đến cuối đâu. Thì anh ấy kiểu gì được? Ừ nhỉ. Không phải lúc nào nó cũng xuyên suốt từ đầu đến cuối đâu. Một tuần hoặc hai tuần. Nhưng mà fan cứng ở Facebook thì là nó thường xuyên suốt đúng không? Không, nó không xuyên suốt được. Tại vì nó tùy theo tương tác của mỗi người. Ví dụ bây giờ anh là fan cứng của tuần này nhá. Nhưng mà tuần sau anh không hiểu rồi. Có nghĩa là fan cứng của tuần này và tuần sau mà không tương tác nữa thì nó sẽ mất đúng không? À, em mất fan cứng rồi, thế thì hễu rồi nhá. Sao em tương tác cũng suốt mà không có fan cứng? Mày á? Vâng. 10 triệu. Ơ. 10 triệu gì? Có.
Công cụ con có áo không? Uống nước này. Đây, uống chung là công cụ. Cái gì? Phan hay thu thuốc có áo không? Phan hay thu thuốc thì có cái nịt. Em ở đây là không có một cái trang đầy thuốc nào đấy. Các book các FC mà không phải là FC tổng, không phải là liên hệ với các kiểm duyệt viên như Đạt nói thì tạm thời là chưa có. Em fan cứng hai bên là xí được luôn, fan cứng hai bên được luôn. Ừ. Ui dồi ôi, nhìn nó pha mì này. Này, mọi người nhìn này. Đây nhá, xin móc phút. Đây là kiểm duyệt viên của Thủy Ninh Đặng và Quỳnh Villa. Ờ. Hai đứa mày pha mì còn gì, cãi cái gì? 5 triệu, cãi đi. Ừ. Có đúng hai đứa mày pha mì không? Mọi người ạ, đây này, nó pha mì này. Nó để nguyên luôn. Đấy. Bảo sao mình ăn mình thấy nó nhạt nhẽo. Thế mà anh bảo cay. Cay là cái măng này này. Này, không thể bóc ra luôn. Này, ui giời. Nhưng mà ăn vẫn ngon đúng không? Không ngon, tan mãi không hết bát mì. Đáng ra nha, phải cắt cái đầu nó ra hoặc là xé cái đầu nó ra, xong bắt đầu mình đổ cái nước này vào mì, xong rồi bỏ cái ni lông ra. Thế bọn mày định đầu độc tao đúng ni không? Ni lông. Đúng. Ờ, chúng nó định đầu độc tôi. Các con vợ ạ. À, hai đứa này định ủ mưu đầu độc tôi. Không có thay cho đỡ mụn. Nó định là cho tôi ăn ni lông. Ờ. Mày thích cười không? Đấy. Tôi đẹp gì? Chối thật. Thịt gà thì cho ăn toàn da. Đấy. Thịt đây đúng đủ gấp ra. Nhưng mà tao thích ăn da. Nói gì? Thật thế con nói gì? Em phan cứng hai bên này. Được, phan cứng hai bên được, yên tâm đây. Anh sẽ lọc được. Sẽ lọc được để gửi cho mọi người. Để anh thức đến mai để anh lọc. Ừ. Rồi bây giờ anh ngồi thức đến trưa mai để anh lọc. Mày bị điên à? Mà tao thức giận chưa mai? Thế anh lọc kiểu gì? Ơ con ngu này. Bây giờ nhá, các fan cứng của Facebook và fanpage, mọi người chụp ảnh. À không được. Không được. Các fan cứng thì phải để gửi sau. Bây giờ nhá, mọi người chụp ảnh lại. Được không? Mọi người chụp ảnh cái huy hiệu lại. Xong mọi người, em nói cho anh, chụp ảnh thế nó gửi hết đứa này sang đứa kia. Bị điên à? Nó chỉ có tên, nó chỉ phải có tên của một người thôi. Không, nó chỉ hiển thị là bạn đã trở thành fan cứng của anh, của Đạt Villa hoặc là Đặng Thành Đạt. Em lấy ảnh cho anh. À, mình lọc ở trong comment. Chuẩn không? Ừ. Đạt sẽ lọc ở trong comment. Là comment thôi, còn anh bảo gửi. Được rồi, Đạt sẽ lọc trong comment. Đạt lọc trong comment thì này, thì chị em mình không được. Mai mình sẽ đăng một cái ảnh. Mai mình sẽ đăng ảnh nhá. Mai mình sẽ đăng ảnh. Xong rồi mọi người comment vào đấy nhá. Đừng sờ ban vào được nhé, đừng sờ ban vào. Em fan cứng các thứ mà. Nhưng mà chết. Ai có fan cứng nào là hiển thị lên chứ không phải mọi người comment thì cũng thế thôi. Không biết rồi. Có nghĩa là mọi người kiểu mọi người sẽ comment là kiểu em fan cứng nè, kiểu bởi vì là cả có cái huy hiệu fan cứng ấy hả? Ờ xong này em fan cứng nè, đừng sờ bám nhá, đừng sờ bám nhá. Nhớ nhá. Xong ăn đi kìa. Mọi người comment như bình thường thôi, Đạt sẽ vào Đạt lọc comment là có những ai fan cứng là Đạt sẽ biết. Đạt sẽ có người tự liên hệ với mọi người. Này. Thì bọn mình không được fan cứng Tao có fan cứng. Em cũng có fan cứng. Okay. Mày không có fan cứng thì 5 triệu một áo. Thế thì em có thôi, fan cứng thì em không lấy áo. Ừ, em không lấy áo á. Thì 5 triệu thôi. Thì có cái nịt. Em hai bên cơ mà. Kể cả 4 bên. Chỉ có quà tặng thôi chứ không có tiền. Đấy chưa, anh không có tiền.
10 triệu thấy không? Mày cứ uống hết cái chai đi. Trời ơi mọi người. Anh cái ông mà hai người mày ra ấy đi, cứ thì già thì thầm mệt quá. Chị đang viết mà em biết là anh gì đâu. Sự dồn hết thì ra còn. Mà ngày mai em có ở đây. Mai em có ở đây đâu, mai chị anh làm. Mai là tâm nào. Chưa mai em về. Một bên cũng được, cứ phan cứng là được. Nhưng mà em không thấy bất công cho những người trước. Thì bây giờ tao hỏi mày nhá. Thế anh cứ ăn rồi nói. Bây giờ hỏi mày. Ừ. Bây giờ anh ăn xong đi rồi anh nói tiếp. Nhiều khi ấy, vì sao nhá, những cái lúc mà anh chị ơi đừng thả tạ, đi mà em giải thích cho mấy con ngu này nó hiểu. Anh cứ ăn đi. Bây giờ nhá, mày không thấy nhá, còn những fan cứng ấy còn comment chửi tao cơ. À để mình xem đã. Thế thì fan cứng phải dừng hình nhỉ. Bởi vì là nhiều fan cứng quay xe lắm. Rồi, cứng cái gì thế cứ phải từ từ fan cứng phải từ gửi đợt sau nhá, đợt sau bây giờ là cứ các FC trước. Ừ, thống nhất là như thế. Được. Bởi vì là có nhiều fan cứng mình thấy là thấy chưa, mọi người đang nói chuẩn đấy này, quay xe mình nên là cứ từ từ mọi người ạ. Nói chung là cứ người trong gia đình mình thì không phải bỏ nó luôn. Ăn gì để ăn mì tôm? Phải ăn mì tôm mình có tiền. Còn ăn sơn nào hải vị còn cái nịt. Chúng ăn lẩu đi. Dạ. Chúng ăn lẩu. Chúng ăn lẩu. Ăn gì? Lẩu. Anh nhìn từ đấy. Anh có cái chứng. Ờ, mai nấu cơm anh dậy ngăn, anh còn đi nhổ răng. Thế anh đừng có mà lươn lẹo, hôm nào nấu cơm mà các bạn có dậy đâu. Lươn. Nhưng mà cơm phải có canh, không có canh tao nuốt thì đéo nó được. Thì bữa hôm nào mà chẳng có canh. Lại cãi không khó đi. Mà mai mấy dậy đi nhổ răng. Ngủ vậy. 12 giờ dậy. Phan dừng chân chính nha. Không có gì là xa đâu mọi người. Đơn giản lắm. Đạt đã xác định Đạt đặt về như thế này là để tặng mọi người. Thì không có gì là để xa cả. Không có gì là xa vời cả. Bởi vì là Đạt muốn tặng cho những người Đạt tặng cho muốn tặng cho những người mà thật sự đáng để được tặng. Đúng mọi người. Đạt sẽ tìm ra một cách nào đó để nọc được hết. Lọc. Cái mẹ tao. Tao nọc đấy. Không lọc. Mày cứ bắt bẻ. Chả thấy. Nói ngọc. Mày cũng thấy. Đi trở lại. Một cái. Cái gì? Có cái nồi cháo để tí chữ đi nha. Có FC nào ở Hà Nội không em tham gia với? Vào group của gia đình Vina mà hỏi đến các chị gì nhỉ? Trưởng nhóm ấy, trưởng FC. Đâu cái chai nước rồi. Không. Cảm ơn được. Bây giờ thì biết sao cũng chẳng còn.
Ví xưa tôi tiền. Bây giờ này còn hỏi câu ở trên Facebook của gia đình Fina. Đi mua cục vui. Gia đình Fina có mấy trăm ca thành viên rồi. FC một mình nhận áo. Chị ơi, chị đừng chơi khó em như thế. Thật. Chị đừng chơi khó em như thế thì em không biết làm thế nào. Cũng sẽ có những cái đợt mà ví dụ như là gia đình nhà mình op tem villa ấy, như kiểu mọi khi ấy. Em ở Hà Giang nhưng mà không biết có FC Hà Giang không. Mọi người ở Hà Giang ấy, mọi người có thể vào group ở trên Facebook của gia đình villa. Mọi người ở Hà Giang ấy yêu quý Đạt thì mọi người có thể vào group của gia đình villa, xong mọi người bảo kiểm duyệt viên ấy là cho đăng một bài là kiểu các thành viên của Hà Giang ấy tuyển thành viên của FC Hà Giang đó, thì sẽ có một chị hoặc là một bạn nào đó làm trưởng nhóm và cái trưởng nhóm đó sẽ liên hệ với cả kiểm duyệt viên để tạo lên group, thì mọi người sẽ có thành FC thôi, sẽ tạo thành FC đơn giản mà. Ăn xong rồi. Và FC Hải Dương thế, ví dụ là FC Hải Dương cộng, bởi vì nếu mà là FC Hải Dương ấy là sắp tới đây Đạt sẽ xuống Hải Dương, là sẽ tới Hải Dương để rao new và Đạt sẽ xuống Hải Dương để giao lưu, nên là Đạt nếu mà có FC Hải Dương là sẽ cầm xuống được. Làm gì BK đi anh ơi, thôi nửa đêm rồi BK với ai giờ. Hải Dương không có FC á? Không có thì đập đi. Ừ, thì chưa anh ăn cơm. Để tối ăn cháo. Thật lòng là mình còn quá yêu nhau. Người ta sợ ma mày quá. Mày cứ khóc. Em thề luôn, anh mà cho em hát cả đêm em hát được. Anh có biết không, thực ra gần giường phòng nó hát cả đêm, xuyên đêm luôn. Nó hát cả đêm. Nó ngồi nó tập hát, nó không nghe nhưng nó ngồi nó tập hát xuyên đêm. Nó không cho anh ngủ ấy. Cho anh ngủ đến bao thôi đây. 1 2 Mở đưa không? 10 triệu. Cái đưa này, đưa tao không được. Không có điều. Ông nhân. Ông Mày nghĩ tao thiếu thuốc à? Lấy hết rồi, đi. Xin lỗi đi, mẹ. Người ơi, tao chả có gì, tao không có mà. Có mỗi thằng này là không có người yêu thôi. Ăn cái gì chả có. Đúng không mọi người? Nếu có kiếp sau
Ừ. Dù trái đất đến lúc tận thế, anh vẫn yêu em không đổi thay. Thôi bé ơi nhá, từ từ đợi một tí đi. Để ấy hết đã, xong mai còn đóng gói để gửi áo cho mọi người. Không may em đi nhổ răng về em sốt thì em chịu thôi. Thật, em đi nhổ răng về em mệt thì lúc đấy được chơi cạnh. Nên là phải làm nó xong rồi. Ngủ đến chiều, đến đâu giờ chiều mai thì em... Ngủ đến đâu giờ chiều mai thì em đi nhổ răng, đúng không? Đúng. Anh xuống chỗ đang Hải Dương á. Đạt có đăng ở trên story mà 23 là Đạt xuống. Mấy hôm nữa Đạt sẽ đăng bài. Ở chỗ nào thì mọi người có thể đến. Không, em phải xong việc em mới đi ngủ. Bởi vì ngày mai là ngày em đi nhổ răng, em sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Nên mọi người không phải lo. Mọi người đừng hỏi mình là có FC ở đâu không, mà mọi người hãy vào cái book của, vào cái group của gia đình Villa. Mọi người hỏi. Còn bây giờ hỏi Đạt là có FC ở Đồng Nai hay không, hay là FC ở Hải Dương không, hay FC gì thì rất là khó. Bởi vì là các FC là tất cả là, các FC là các kiểm duyệt viên của Đạt là sẽ cùng nhau hoạt động cùng các FC. Ví dụ như là sinh nhật của FC nào đó, sinh nhật của FC nào đó thì Đạt sẽ vào book chat để sinh nhật của mọi người. Và thỉnh thoảng Đạt sẽ vào book của các FC để Đạt nói chuyện cùng mọi người, xong Đạt lại thoát. Chứ Đạt không thể nào mà ở trong FC mãi. Như lần trước Đạt hay ở trong FC ấy, xong là kiểu nhắn tin ấy, nhắn tin qua nhắn tin lại nhiều, thì nào Đạt bị chặn. Mọi người còn nhớ là Đạt bị chặn nhắn tin một thời gian dài không? Đấy, đúng rồi. Ui. Đang tự nhiên chị thả sư tử làm gì? Ok. Đang tự nhiên chị thả sư tử làm gì? Ước một lần được vô Khánh Hòa. Đạt cũng muốn đi lắm. Đạt muốn đi hết cả đất nước Việt Nam. Tóc này hình như đẹp đấy chứ nhỉ? Xấu. Hẳn là xấu ạ. Tao không thích. Tóc này cũng đẹp chứ mọi người, đúng không? Xấu. Không bật cái bếp luôn. Bếp bị hỏng à? Nó bị đơ mất một bên này. Ừ, một đơ bị đơ đấy, một bên bị đơ. Gọi anh Thuận. Mai bảo cái Ninh thì gọi anh Thuận đấy. Không có, anh thì thôi. Nhưng mà anh bảo là... Anh bảo là nó... Người thì đẹp, người thì xấu. Thì không hiểu kiểu gì. Tóc đen very good.
Thôi để tóc này một thời gian nữa xong rồi đi cắt lại. À đâu, để một thời gian nữa xong đi nhuộm lại. Mình đang hỏi kiểu tóc chứ mình không có hỏi màu tóc nha mọi người. Đừng có tóc đen very good. Mình đang hiểu, mình đang hỏi là kiểu tóc chứ không phải là hỏi màu tóc nhá. Mọi người phải 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 đánh đúng với trọng tâm nhá. Đúng vấn đề nhá. Kiểu tóc chứ không phải là màu tóc. Đỉnh rồi, Tuấn Minh Ngọc được không? Mệt quá. Mấy con mụ này rất mất thời gian. Đây mà, ok. 5.000 hoa cưng. Tóc đen Mai Đình. Đang bị ố rồi. Tóc cam mà chịu. Cắt 3 phần đi anh ơi. FC một mình em. Tóc hồng nhanh. Không, mình sẽ không cắt tóc theo bất kỳ một một ai hết. Mình sẽ tạo kiểu tóc riêng của mình. Mình thấy tóc này đẹp mà, có hiệu ứng đúng không? Đen này, bạc trắng này. FC hai vợ chồng. Được được, cái quả FC hai vợ chồng có khi phải liên hệ với chị để gửi áo cho hai anh chị. Đang mặc áo và gia đình villa cho hai anh chị quắp nhau ngủ. Xong rồi mang đưa cho anh cái sạc của anh đây, xong mang cái máy lên cho anh nhé. Rồi xong thì mang máy lên cho anh. FC hai vợ chồng sợ ma thế. Quỳnh ơi, Quỳnh, Linh ơi, em gọi anh Quỳnh bảo xuống phòng anh bảo cái này. Quỳnh ơi, nếu có kiếp sau, xin mình lại tìm thấy nhau. Đi xuống đây vào. Nước dừa này biết rồi, dám nước dừa gì? Đã biết rồi lại còn cứ thập thò. Bảy phút nữa. Ai đây? Ôi ôi.
7 phút nữa, 6 phút nữa. 6 phút nữa tắt đi ngủ. Là làng thơ anh tìm bấy lâu, nếu có kiếp sau mong mình lại tìm thấy nhau. Mờ lem cái gì? Ngủ một mình có sợ ma không á? Có. Nói chung là Đạt đã là thầy trừ ma rồi, sợ gì ma. Khổ mấy con vợ này, loạn si ngậu cả nên. Ngủ sớm đi chị thương. Ok chị. Sao hết ma rồi? Nói chung là có con hết ma này là sẽ có một con ma khác mọc lên. Nhưng mà không sợ. Pháp chứ trừ ma đi rồi. Không bao giờ sợ. Đến là đón thôi. Chúc em ngủ ngon nhớ, bye bye. Ok. Chúc em ngủ ngon. Bye bye mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người.